Rồi, chào mừng cả nhà đến với Melan TV. Trong một cái series bán hàng nha, nhưng mà bán này là Melan TV đợt này là bán hương thôi, không bán sách. Giá này là giá bán hương cho mọi người thôi. Tại sao mình gọi là bán hương? Tại vì những cái dòng lan mà Melan TV bán trong đợt này sẽ là những dòng lan xuyên hoa và đặc biệt là cực kỳ thơm nha cả nhà. Thì mở đầu cho cái series này, Melan TV sẽ giới thiệu với mọi người một cái dòng lan đang có rất là nhiều nụ nhú như nè. Là mình phải tranh thủ mình chốt ngay rồi mình về mình tận hưởng cái hương của nó say mê như thế nào nha cả nhà. Đó chính là dòng ngọc điểm hồng gấm, rất là trứ danh rồi, nổi tiếng, rất là nhiều anh chị sở hữu rồi. Còn anh chị nào chưa sở hữu thì sở hữu ngay trong đợt này. Cây đang rất đẹp, rễ đi rất là tốt và nụ đang ra rất là nhiều luôn. Ví dụ cho mọi người một cây ha. Đây, ví dụ bóc đại thôi. Đó, mọi người thấy không? Nụ đang nhú lên nè. Đó, nụ đang nhú trong nách lá nè ha. Mình gửi đi về mọi người là nó lên rất là ok ha. Nên là cái nụ nhú trong nách lá là đi gửi tới mọi người rất là đẹp. Cây thì nó có khoảng bao nhiêu thập lá mọi người để tính thử ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Khoảng 6, 5, 6 cặp lá trở lên ha. Cây khoảng 6, 5, 5, 6 cặp lá trở lên. Ví dụ cây này 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Đó, tùy cây mọi người, nó khoảng là 6 cặp lá trở lên, 6, 7 cặp lá ha. Thì cây bán cho mọi người sẽ là 6, 7 cặp lá và đang có nụ. Bây giờ là phải cho mọi người coi trên clip thì mọi người không thể thưởng ngoạn được cái hương của nó rồi. Thì thôi mọi người ngắm đỡ cái sắc của nó ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau sau vài giây nữa để chúng ta ngắm vẻ đẹp của ngọc điểm hồng gấm nha cả nhà. Như vậy là mọi người đã ngắm qua cái vẻ đẹp của ngọc điểm hồng gấm rồi đúng không cả nhà? Màu sắc rất là rực rỡ, rất là đẹp. Cái màu nó có hai gam màu chính ha, đó là cam hồng và hồng chấm bi ha, cam chấm bi và hồng chấm bi. Nghĩa là hai cái đó nó giống như những dải gấm á, mà nó có hai gam màu thì nó sẽ sổ trong hai màu đó nha, không có lựa chọn được đâu cả nhà. Nó sẽ một trong hai màu đó thôi. Thì ở đây là Melan TV đi lựa cho mọi người những cây, nó là cây đơn thân thì trước tiên là lựa cho mọi người cái bộ lá đẹp đã. Thì cây ở đây mình thấy đa số nó là cái cây, những cái cây mà nó có khoảng là 10 lá mọi người. Đó, ví dụ như này. Mình lựa cây là mình ưu tiên cái bộ lá là đẹp không lỗi ha. Thì ở đây nó có khoảng là 2, 4, 6, 8, 10 lá. Mấy lá nhỏ trên tính là mình cứ chốt là cây gửi cho mọi người là từ 10 lá trở lên. Nghĩa là khoảng 5 cặp lá trở lên và đang có nụ ha. Được trồng thuần rồi, được trồng thuần tại vườn thôi ha. Được trồng thuần tại vườn. Đó mọi người à, rễ bám vô trong chậu rất là nhiều rồi ha. Nó rễ đi rồi, nghĩa là cây đã được thuần, đang nụ rất là ổn rồi. Giá thì đang hiển thị trên màn hình, anh chị mua hàng rất là đơn giản thôi. Gọi điện vào số điện thoại trên màn hình hoặc là nhắn tin Zalo cho số điện thoại trên màn hình, hoặc là để lại số điện thoại của mình ở phần bình luận. Mình mua một cây, hai cây hay ba cây thì cứ để dưới phần bình luận nha cả nhà. Rồi bây giờ Melan TV sẽ lựa một số cây mẫu cho mọi người xem là cây bán cho mọi người như thế nào ha. Vì nó là cây trồng nên là nó chắc chắn là nó sẽ có sự chênh lệch với nhau một xíu, chứ nó không phải là như đúc khuôn ra thì cây nào cũng giống cây nào ha. Đó, cây này thì nó lỗi nhẹ lá một cái đầu một xíu thôi, nhưng mà đó ngắt đi là vẫn bình thường ha. Nhưng quan trọng là đang có nụ nè mọi người. Đó, có nụ ha. Đó, nứt nụ lên rồi. Nè, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 lá rưỡi đó ha mọi người. Nghĩa là cây của mọi người sẽ từ 10 lá trở lên ha. 10 lá trở lên là 5 cặp lá đó mọi người. Thì ưu tiên lựa là cây lá đẹp. Lá đẹp và có nụ ha. Đó, hiện nay đang có nụ rất là nhiều. Có nụ rất là nhiều nên là tranh thủ lấy về bán cho mọi người. Nhiều nhưng mà thật ra nó cũng số lượng có hạn thôi mọi người ơi. Nó nhiều thôi chứ mà nó cũng số lượng có hạn thôi, chứ còn cái tại cái dòng mà. Cái dòng này là dòng ra hoa quanh năm. Nó là dòng ra hoa quanh năm nên là một số cây này nó thích nó ra hoa, một số cây khác không thích nó không ra hoa, nên là số lượng cũng có hạn thôi mọi người thấy nè.
cái vòi hoa này vừa tàn nè. Đó, vòi hoa rất là mới đúng không? Vừa tàn nè. Rồi nụ đây lên liền. Đó chưa? Nách nách bên này rồi tới nách bên này, bây giờ ra nụ rồi, cây này rất là đẹp ha. Cây này 2 4 6 8 10 10 10 lá. 10 lá nhưng rất là to. Đó, nhiều khi cái cây nhiều cặp lá hơn mà nó lại nhỏ hơn. Thôi ha. Nên là anh chị nào muốn cây đẹp thì chốt trước, thì bên Melan sẽ ưu tiên lựa cây đẹp giao cho anh chị trước thôi. Mà cây này đơn thân thì nó đều nhau hết mọi người ơi. Nó đều nhau hết, nó có hơn kém nhau vài cái cây, một hai lá thôi. Đó. Cây này đang nhú nụ luôn này. Nhú nụ. Đó mọi người thấy không? Cái nụ này vừa bị cắt đi nè, cái vòi hoa này vừa bị cắt đi, cái nụ bên này nhú ra nè. Đó. Nhú nụ liền. Đó, lựa cây nụ về cho mọi người. Rồi, sẽ lựa cho mọi người xem một cái cây nữa, cứ ưu tiên có nụ và cây đẹp. Sau hồi nãy thấy cái đây có một cái cây lá ngắn này. Nói vậy thôi chứ nó cũng không nhiều đâu mọi người, nghĩa là nó có một số lượng cây có nụ. Mọi người muốn chơi hoa trong đợt này là mình phải để lại số điện thoại mình chốt ngay ha. Đó, mình để lại số điện thoại chốt ngay. Ok, này đang nụ nè. Đó, đang nhú nụ ha. 2, 4, 6, 8, 10, 10 lá rưỡi. Ok, đạt chuẩn rồi, mình cứ lấy ha. Có nụ và khoảng 10 lá trở lên ha. Nó cây này nè, đang nụ đây mọi người. Thấy không, có nụ ha. 2, 4, 6, 8, 10 rồi, ok, đủ lá. Đó, cứ thế là mình đủ chuẩn là mình lấy cho mọi người thôi. Nhưng nghĩa là hồi nãy giờ thấy là có nụ có vẻ nhiều nhưng thật ra không nhiều mọi người. Lựa được một số cây thôi. Anh chị nào có nhu cầu sở hữu một dòng lan cực thơm và màu sắc form hoa như hồi nãy lúc nãy anh chị xem thì anh chị hãy để lại số điện thoại nha. Tại cái dòng này là dòng cực kỳ thơm luôn và nó đợt này thì Melan TV sẽ bán cho mọi người một cái series gọi là series là những dòng lan cực thơm, nghĩa là bán hương đó, còn sắc là khuyến mãi cho mọi người luôn. Rồi, chúng ta sẽ tạm thời chia tay ở đây để Melan TV tập trung lựa cho mọi người những cây đẹp. Mọi người muốn chốt thì để lại số điện thoại hoặc là gọi vào số hotline đang hiển thị trên màn hình. Hẹn gặp lại mọi người ở cái clip lần sau, sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người một cái mặt hoa mà nó cũng cực kỳ thơm luôn nha cả nhà, màu sắc cực kỳ độc lạ. Và hiện nay cái ở đó, cái loại cây đó ở đây chỉ có đúng 150 cây trong vườn này thôi, và ở Việt Nam cái dòng đó rất là hiếm luôn, nên là nó rất là hot luôn. Mọi người hãy chờ đón ở clip tiếp theo nha.